Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Yến. Hôm nay thì Yến sẽ cầm ba đùm để đi support nha. Mục đích của clip ngày hôm nay thì thứ nhất là hướng dẫn cho các bạn biết cách chơi ba đùm. Và cái thứ hai là cái cách tư duy của một thằng support khi mà team nó đang ở trong thế bị ép. Tư duy như thế nào để cho ta có thể lật kèo được trận đấu. Lý do mình pick combo doom trong cái trận lần này á, thứ nhất là do thằng John nó là một AD mạnh nhưng lại rất là tù, nó rất dễ bị những sát thủ bắt và cần một support bảo kê cứng. Thằng John ấy nó chỉ cần một support có tâm thôi là nó sẽ bắn cả thế giới. Lý do thứ hai á là mình thấy team bạn pick the flap, thì thằng The Flap này, cái chiêu cuối của con Ba Doom, nó khắc chế hoàn toàn cái chiêu cuối của con The Flap luôn. Khi mà con The Flap nó xoay vào AD mình để nó bắt AD mình ấy, mình chỉ cần đặt ngay chiêu cuối vào chân thằng AD mình thôi là thằng The Flap nó sẽ bị chôn trong đấy luôn. Bảo kê AD rất là cứng nha. Nội tại của Ba Doom á thì là được tăng giáp, giáp thôi chứ không phải giáp phép nha các bạn. Chiêu 1 thì Ba Doom lao lên rồi hất cái thằng mà nó chạm phải về sau lưng mình cho đồng đội ra đánh. Còn chiêu 2 thì nó sẽ tạo thành một cái vòng xung quanh thằng Ba Doom, và những cái kẻ địch xung quanh đấy thì sẽ bị làm chậm, còn bản thân nó thì được miễn thương 25%. Còn chiêu 3 là chôn các kẻ địch xuống dưới đất. Trong thời gian bị chôn thì team mình không thể gây sát thương được những kẻ đã bị chôn nha. Sau khi chôn xong ấy, thì tụi nó sẽ bị gây sát thương và làm chậm đâu đó khoảng 1-2 giây nha mọi người. Thì cái combo mà hay áp dụng á, là ụp chiêu cuối vào chủ lực của đối phương, sau đó là canh cái thời gian mà chuẩn bị hết cái màu chôn rồi thì lao chiêu một tới hất tung AD hoặc là pháp sư của nó về phía sau để cho đồng đội mình đánh. Sau đó là bật chiêu 2 tiếp tục gây sát thương và làm chậm. Vậy nên combo sẽ là 3, 1, 2 nha. Còn trong trường hợp không có chiêu cuối hoặc là không gian thời gian nó không cho phép mình sử dụng chiêu cuối vào lúc này được ấy, thì combo sẽ là 1 hất tung kẻ địch về đằng sau và 2 tiếp tục làm chậm kẻ địch để cho AD hoặc là đồng đội mình đánh nha. Chơi ba đùm thì mình phải biết canh cái lúc mà mình thi triển chiêu cuối sao cho nó hợp lý, đừng có bóp đồng đội nha. Chiêu cuối không được tung ra vào những cái lúc mà team mình đang ân tiêu và giữ đồng địch này, hoặc là chỉ còn một hit nữa thôi là kết liễu kẻ địch rồi nhưng mà mình lại ụp chiêu cuối vào, vậy là coi như là mình cứu nó đó. Cho nên chiêu cuối là phải thi triển hết sức cẩn thận và phải hợp lý thì mới được tung chiêu nha. Chứ có chiêu là xài, có chiêu là xài là toang đó. Nói nãy giờ nhìn lại bạn AD team mình thì lên khá là cao, mặc dù là không có support nhưng mà vẫn lên cao để làm gì không biết. Sau đấy là chết ở trên đấy rồi. Mình phải chat để nhắc nhở AD thấp thôi mới được. AD là một sát thương chủ lực ở trong team mà bạn lên cao như thế, bạn đánh như vậy là không có được, không có trách nhiệm với team. Bây giờ mình sẽ không ăn lính mà mình sẽ đứng đây mình trách bụi cho thằng AD nó ăn nha. Tại vì nếu mình ăn lính thì thằng AD nó sẽ bị thọt, nhưng mà bạn AD thì bạn lại không ăn, bạn vào rừng bạn ăn bùa, cho nên là thôi cái đàn lính này để mình ăn luôn cho. Hiện tại thì không có rừng ở đây cho nên là tụi mình cứ đánh thấp thôi. Nếu mà có cơ hội ngon đó thì hẳn lao lên, còn không thì mình cứ đánh thấp thôi. Mình chờ khi nào rừng nó ganh ấy. Đồng thời là khi mình xuống thấp ấy, thì rừng nó tới nó sẽ dễ ganh hơn. Và nếu mà lên cao quá thì rất là dễ bị rừng của team bạn nó bắt nha. Đó, vừa mới thấy thằng Ngộ Không rồi đó. Cẩn thận một chút, qua bên này trích bụi này. Thằng The Flat, mình thấy có nhiều bạn support ấy cứ mê là chặn lính ở trên cao xong rồi ăn lính thôi, thì như vậy thì sẽ khó, rất là khó cho AD farm. Rồi đợi mình chút để mình hất thằng Ngộ Không về bảo kê cho thằng John đã nha. Thằng Ngộ Không sẽ lao lên bắt thằng John này, đó hất nó về.
để bảo kê thằng John. Và mình hay đó, thằng The Flash nó sẽ ân tiêu nha. Bên đó mình sẽ dùng cái ân tiêu của mình để mình chặn cái The Flash lại. Ôi vẫn chạy được kìa. Trời ơi, sao chạy được chứ. Đó, các bạn thấy không? Cái chiêu cuối của mình nó khắc chế con The Flash rất là tốt luôn. Thế mà nó vẫn chạy được các bạn ạ. Và sau cái pha combat thua này thì chắc chắn là team mình sẽ mất cái trụ rồng rồi. Đính nó vào tràn bờ đê luôn kìa. Cái KDI hiện tại của team mình thì chỉ có mỗi bạn Tulen là bạn ấy làm tất thôi. Còn những cái bạn khác thì toàn là âm mạng thôi các bạn. Mình cũng âm luôn, mình âm một mạng. Còn AD là 0-3. AD âm đến 3 mạng. Thường những cái trận mà gặp như thế này á, là mình sẽ đi theo mình. Chính xác là mình sẽ bảo vệ cái thằng mà nó giết được nhiều nhất của team mình. Cái thằng mà nó biết chơi. Còn bạn AD này thì lên hơi cao. Cũng bởi vậy cho nên bạn đã bị âm đến 3 mạng rồi. Thì thường là mình sẽ bảo vệ thằng Tulen. Nhưng mà trong cái ván này á, thì thằng Tulen nó dư sức để nó có thể tự bảo kê được cho nó. Tại vì nó có 3 lướt lận. Với cả một mình thằng Tulen không, sẽ không đủ sát thương để mà giết hết cả team bạn. Thì thằng Tulen nó cần thêm một cái nguồn sát thương nữa. Nên mình vẫn phải bảo kê bạn John nha. Nhưng mà mình sẽ luôn đảo mắt. Nếu như bạn Tulen cần thì mình sẽ có mặt. Vâng, nhưng mà pha này thì mình xin phép không có mặt. Tại vì mình lên thì mình cũng sẽ chết chung thôi. Team mình thì là 3 cái dàn trụ ngoài là mất rồi. Còn thằng AD thì nó hay lên cao, không biết giữ vị trí. Khổ lắm cơ. Mạng thì cũng âm so với đối phương. AD 04 rồi. Mình khi mà đi support thì mình hay có cái suy nghĩ như thế này. Đó là với cá nhân mình nha. Còn những bạn khác thì các bạn có thể cho ý kiến xem là mình suy nghĩ như vậy là có nên hay không. Mình hay support và hay hỗ trợ cho cái bạn nào mà bạn ý biết chơi và bạn ý có một cái KDI tốt này. Rồi bạn ý biết chơi, biết giữ vị trí, biết được cái chất tướng của mình thì mình thường hay hỗ trợ cho những bạn đó hơn là những cái bạn mà mặc dù AD là cái nhiệm vụ mà mình phải bảo kê. Nhưng mà nếu như bạn AD đó mà quá phế hoặc là quá ốc chó đi thì mình sẽ thường là mình sẽ không để ý đến bạn ấy nhiều, mà mình sẽ tập trung vào cái điểm mạnh của team hơn là mình cố gắng mình hỗ trợ cho cái điểm yếu của team. Thì các bạn thấy nó thế nào, đúng hay không? Ân tiêu, mình đặt ân tiêu kìa. Hoảng quá cho nên là mình đặt ân tiêu tà lao các bạn ạ. Đặt ra ngoài map. Quay lại cái vấn đề mà mình đang nói hồi nãy, thì mình sẽ tập trung vào cái điểm mạnh và hỗ trợ cho cái điểm mạnh của team. Nhưng mà trong trận đấu này thì chỉ có một mình Tulen là điểm mạnh của team mình thôi. Bạn đi KDI rất là tốt, bạn đi cân team, bạn đi 6-1 các bạn. Hồi nãy mình xem KDI của bạn là 6-1, mới chết thì chắc 6-2. Nhưng mà một mình bạn Tulen thì sẽ không đủ sát thương để mà giành chiến thắng cho cái trận game này. Thì mình nghĩ rằng cái nguồn sát thương thứ hai mà bạn Tulen cần được hỗ trợ đó là đến từ vị trí của bạn John. Mặc dù thì bạn John có hơi óc chó nhưng mà bạn ấy bắn rất đau. Cái chất tướng của bạn ấy bắn rất đau lên mình. Mà trong khi đó Tulen thì lại có thể tự mình bảo kê cho mình bởi vì nó có 3 lướt. Nên là mình vẫn sẽ bảo kê cho bạn AD để có thể hỗ trợ sát thương cho bạn Tulen và giành chiến thắng trong cái trận đấu này nha. Tình hình hiện nay thì dàn trụ ngoài của mình đã mất hết rồi. Còn mạng của team mình thì là đang bằng với số lẻ của mạng bên nhà người ta. Người ta giết 18 thì team mình giết 8 các bạn ạ. Hiện tại thì cứ thủ trước đã, đép được cái đàn lính này trước đã. Ok, bạn Victor.
chủ lực đối phương lại này. Ít nhất là Richter sẽ không có bị AD nó bắn. Thằng Kret mùa này nó trâu ghê các bạn. Đánh mãi mà nó không chết ý. Ui AD. Hất về đằng sau cho team mình đánh này. Mình cứ bình tĩnh thôi. Game này mà càng nóng ruột, càng ham giết người là càng dễ bị thua nha. Cứ từ từ rồi cảm thấy cơ hội nào ngon thì mình sẽ lao lên. Có một bạn ấy, bạn ấy nói với mình một cái điều như này mà mình cảm thấy rất là đúng. Tức là cái lần đấy là cái trận ván đó hỏi hất thằng The Flash về. Không được rồi. Trong cái trận đấu đấy là team mình thua. Và bạn ấy nói với team mình một câu ấy là: bỏ cái suy nghĩ giết người đi là tự dưng nó thắng à. Và mình chiêm nghiệm lại cái câu đấy, mình thấy rất là đúng. Mình thấy thật sự đúng. Khi mà mình càng có ham muốn giết người á, thì cái đội hình team mình và cái vị trí của mình đứng nó cũng sẽ rất là nhiều sơ hở. Và rất dễ bị đối phương bật ngược lại và giết ngược, chết ngược. Cho nên là bỏ cái suy nghĩ à, giết người đi. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Cơ hội rất nhiều, quan trọng là giữ chiêu. Khi nào có cơ hội ngon thì mình còn có chiêu mình xài. Lính này, giải quyết được cái đàn lính này đi để mà đép trụ. Ơi, đập lát thất và lát về phía sau này. Giải khống cho đây, chạy cho nhanh này. Hất. Giờ giải quyết được mấy cái đàn lính này trước mắt đã. Rồi nhà mình còn đúng một cái trụ thôi các bạn ạ. Chặn cái đàn lính này lại nha. Không có là mất luôn cái đường này là ra. Một đống con Toro thì cái đánh có mà mệt ỉa. Mất ba đường Mega là dễ toang lắm. Mình cứ từ từ mình đợi cơ hội. Và mình phải đi chung với nhau nha. Thằng Hazete này, ụp nó lại này. Ụp được không? Không ụp chúng thì cũng để nó né ra để mình còn hất thằng Ngộ Không về đằng sau này. Mình hết máu rồi, mình phải biến về đi. AD ăn xong con rồng này thì có thể là qua lấy trụ hoặc có thể về luôn. Đừng có nộp mạng là được. AD ơi, Ngộ Không kìa AD ơi. Giờ mình sẽ ra mình hỗ trợ cho thằng AD. Thôi đi về. Ok. Thằng AD nó. AD nó ở đâu giá nhỉ? Được lát. Lại tiếp tục công cuộc đép lính thôi. Bây giờ không giết được người thì phải đép lính. Cẩn thận cái đường Mega cuối cùng. Rồi mất luôn cái đường Mega cuối cùng rồi, ba đường Mega rồi. Mất luôn ba đường Mega. Vậy là giờ sẽ bắt đầu ra lính to như con Toro rồi. Phần trăm khả năng thắng lại càng ít đi. Không biết có win được không đây. Mất 3 đường Mega rồi. Bạn Scoot từ nãy đến giờ bạn cứ đổ lỗi là không cho bạn đi đi rừng, rồi là không ganh, cho nên là bạn với phế. Óc như mày. Ganh cho. Ụp thằng Kret lại. Thằng Kret nó khó chịu lắm nha các bạn. Mùa này thằng Kret nó khó chịu. Nó trâu mà đánh mãi nó không chết. Rồi ba mấy con lính to, nó còn to cả thằng Thu Len rồi. Thằng Thu Len bị đập, bị lính đánh chết các bạn ạ. Khổ thân thằng bé.
tim nó thì mình sẽ lên nhiều sát thương, nhiều giáp vật lý một chút. Tim nó nhiều sát thương vật lý quá. Và những cái thế như này thì trước hết là phải đẩy lính ba đường cao lên. Mình sẽ qua đây để mình hỗ trợ cho bạn Scoot có về được không? Rồi, về được rồi, may quá. Về được rồi. Giờ mình sẽ rẽ qua để mình hỗ trợ thằng AD. Tiếp tục đép đàn lính thứ hai. Rồi, hay quá. Hất thằng Do nó về này. Hất thằng Do nó về, tốc biến hất về. Đúng rồi, Scoop đập nó. Đập nó Scoop ơi. Hất về này. Đập nó này. Hai thằng AD đã được xử gọn nha. Còn một thằng nữa. Thằng ngộ không, cẩn thận AD mình. Đó, nó sẽ đánh thằng AD mình nha. Cái pha này là mình không có mắt, tại vì mình muốn lên giải khống để dành cho con Kret. Con Kret có vậy chứ nó khống chế rất là khó chịu nha. Chỉ cần một pha ân tiêu định mệnh thôi là có thể là team mình sẽ die hết, thua combat và sẽ thua luôn cả trận đấu. Thằng AD đâu nhỉ? Giờ đập trụ tới nơi rồi. Thằng AD nó không đập trụ các bạn ạ. Đi nó ăn con rồng rồi. Cũng may là có Richter đập phụ, chứ mà để mình đập thì chắc là cũng chưa ăn được cái trụ đấy đâu. Mình có thể đập trụ xong rồi mình về mình ăn con rồng cũng được mà AD. Bạn AD này bạn ấy tư duy kiểu gì ấy. Team mình đang hơi về người này, có thể tập trung ăn con tà thần Kaiser là cũng ok này. Để ép này. Voilà. AD đó kìa. Ui, AD nó sơ hở thế. Thunder Flash này các bạn. Thay vì mình lên mình tiếp tục mình chỉ có AD nó, thì mình sẽ quay về đây để mình bảo vệ AD của team mình nha. Bởi vì mình đi lên đấm một mình thì cũng không có sát thương đâu. Nhiều bạn support là cứ lao lên để dí theo các bạn AD team nó, nhưng mà mình không có sát thương thì làm sao? Trong khi AD team mình thì đang bị vây bắt, cho nên mình phải cái pha đó là mình phải quay về để mình bảo vệ cho AD của mình, chứ không phải là mình đi lên mình dí theo AD đó mình đập nha. Rồi, coi như win rồi đó các bạn. Cái pha combat định mệnh như vậy là coi như là xong rồi đó. Team bạn có cấm trụ kìa. Thôi về đợi lính thôi. Lính cũng gần lên tới nơi rồi. Mình sẽ lên trước để mình bảo vệ cho lính nha. Vậy là coi như win rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình ra thêm nhiều clip hơn nữa nhé. Ngọc và đồ mình để ở cuối clip nha.